Bài học thứ 29, luật hấp dẫn. Để mang bất cứ điều gì vào cuộc sống của bạn, hãy tưởng tượng là bạn đã có chúng rồi. Richard Beck, Illusions. Luật hấp dẫn mang tính chất: một, toàn vũ trụ, bởi nó hoạt động ở khắp mọi nơi. 2, vĩnh cửu, bởi nó vẫn luôn tiếp diễn. 3, tuyệt đối, bởi nó hoạt động cho dù bạn có biết hay không. Tâm trí của bạn là một thỏi nam châm sống. Bạn tự động thu hút những người, những sự vật và hoàn cảnh phù hợp với những suy nghĩ và mong muốn chủ đạo của bạn vào trong cuộc sống. Tất cả mọi người, mọi con vật trong cuộc sống của bạn và mọi đồ vật bạn có đều ở đây bởi vì bạn đã chọn thu hút họ đến. Luật hấp dẫn chứng minh rằng bạn sẽ trải nghiệm bất cứ điều gì bạn nắm giữ trong tâm trí tỉnh táo của mình đủ lâu và đủ sâu. Dù mục tiêu của bạn là gì, bạn muốn gặp ai, luật hấp dẫn sẽ từ hóa những điều đó vào cuộc sống của bạn. Bạn càng gắn chặt vào suy nghĩ của mình với cường độ cảm xúc và tinh thần càng cao, thì mong muốn đó càng nhanh chóng trở thành hiện thực. Hãy nhớ lại những lời sau đây từ bài học thứ nhất, nguyên tắc chuyển đổi cuộc sống. Sức khỏe không phải là thứ mà chúng ta phải theo đuổi. Nói chính xác hơn, đó là thứ sẽ tự đến khi con người mới của chúng ta hình thành. Nếu chạy theo sức khỏe, nó rồi sẽ lảng tránh như một chú bướm. Tuy nhiên, nếu chúng ta bình thản thu hút sức khỏe bằng cách trở nên một con người tràn đầy nhựa sống, nó rồi sẽ đến với chúng ta cùng nguồn năng lượng rực rỡ nhất. Sức khỏe thu hút sức khỏe, hạnh phúc thu hút hạnh phúc, sự thịnh vượng thu hút sự thịnh vượng. Điều này hoàn toàn hài hòa với quan điểm cơ bản là mọi thứ đều sản sinh ra những gì cùng loại với chúng. Bạn càng hạnh phúc thì những người xung quanh bạn càng hạnh phúc. Mọi thứ không bù trừ, chỉ sản sinh thêm. Thành công tạo ra nhiều thành công hơn, thất bại sinh ra nhiều thất bại hơn. Sự yêu thích lại thu hút càng nhiều sự thu hút hơn, lại là quy luật vũ trụ. Mọi thứ đều sản sinh ra những gì cùng loại với chúng. Chúng ta chỉ có thể thu hút đến mình một rung động phản chiếu ý thức hiện tại của chúng ta. Môi trường hiện tại của bạn là tấm gương phản chiếu chính bạn vào thời điểm này. Môi trường xung quanh của chúng ta liên tục được tái tạo khi cuộc sống của chúng ta tiến triển. Tất cả mọi thứ bạn có trong cuộc sống hiện tại chỉ là sự sao chép của những gì tiềm thức bạn tin rằng bạn xứng đáng có được. Bạn được tạo ra theo hình hài của Thánh Thần và bạn sở hữu trong mình tia sáng của sức mạnh sáng tạo đó. Một cách có ý thức hay vô thức, bạn tạo ra các điều kiện xung quanh mình. Bạn luôn là người tạo ra hoàn cảnh và không bao giờ là người bị hoàn cảnh chi phối. Bạn đang chặn nguyên nhân, không phải chặn kết quả. Những người cảm thấy họ sẽ đơn độc trên con đường ăn uống thuần tự nhiên có thể sẽ muốn nghĩ mọi thứ khác đi. Hầu hết mọi người đều nghĩ về mặt kết quả của mọi thứ. Họ tin rằng không có người nào khác ngoài kia ăn theo chế độ thực vật tươi sống. Vì vậy, họ có thể không cần phải đi hết con đường này. Hoặc họ bào chữa cho mình bằng cách tuyên bố không có trái cây và rau hữu cơ chất lượng cao. Sự thật là họ luôn ở phía nguyên nhân của mọi thứ. Và theo luật hấp dẫn, trong mọi khoảnh khắc, họ đang thu hút thực tế mà họ mong đợi. Nếu bạn ăn thực vật tươi sống, bạn sẽ thu hút những người ăn thực vật tươi sống khác. Nhưng khi bạn chưa theo đuổi chế độ này thì không thể nào. Nếu họ cam kết tìm kiếm thực phẩm hữu cơ chất lượng cao nhất, họ sẽ thu hút chúng đến. Nhưng khi bạn chưa có sự cam kết thì cũng không đời nào chuyện ấy xảy ra. Sự thay đổi trước tiên phải đến từ bên trong bạn và sau đó bạn sẽ thu hút được những gì mình cần. Những nhân tố thượng đẳng trong mọi lĩnh vực đang sống trên hành tinh trái đất này. Làm thế nào để bạn gặp họ? Làm thế nào để bạn học hỏi từ họ? Bạn phải học cách khiến cho tần số của mình tương ứng với tần số của họ và thu hút họ vào cuộc sống của mình. Tôi đã nghe câu chuyện của nhiều người trên khắp thế giới kiên trì hướng về phía trước. Họ cảm thấy cô đơn, bị cô lập bởi chế độ ăn uống của họ và do đó tạo ra thực tế đó. Tuy nhiên, khi họ kiên trì và chế độ ánh dương phát huy tác dụng, hành vi cũng như ý thức của họ đã thay đổi.
ngay cả ở những địa điểm xa xôi nhất, những người theo chế độ ánh dương khác cũng sẽ xuất hiện trong cuộc sống của họ. Bạn sẽ hoàn toàn bị thu hút bởi có biết bao nhiêu người say mê thực phẩm tươi sống hoặc sẵn sàng đi ăn với bạn khi bạn đạt đến ngưỡng tâm thức đúng đắn. Bạn sẽ thu hút vào cuộc sống của mình những người mang theo thông điệp nào đó dành cho bạn. Thông điệp nói rằng, khi một người đã sẵn sàng cho điều gì đó, thì nó sẽ tự xuất hiện, đã được chứng minh bằng một sự thật không thể chối cãi. Đó chính là việc bạn đã chọn cuốn sách này và tìm thấy tôi vào đúng thời điểm dành cho bạn. Nắm bắt luật hấp dẫn, đẩy nhanh quá trình biến đổi của bạn. Hòa nhập, gặp gỡ những người năng động mới. Thu hút vào cuộc sống của bạn những con người và những mối quan hệ tốt đẹp bằng cách trở nên tốt đẹp từ bên trong. Kết đôi với những người, đặc biệt là người yêu đang đi cùng hướng với bạn. Sử dụng nguyên tắc siêu tâm trí như đã thảo luận trong bài học thứ 27. Điều hấp dẫn nhất bạn có thể làm là nở một nụ cười. Mọi người đều biết rằng một tạo vật xinh đẹp và hạnh phúc là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng. Nụ cười ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả những ai nhìn thấy và cảm nhận nó. Giống như mặt trời, một nụ cười khiến cả ngày trở nên rạng rỡ. Sự rung động mạnh mẽ nhất mà bạn có thể gửi đi chính là tình yêu. Tình yêu là bản chất sâu xa nhất của luật hấp dẫn. Những người đẹp nhất, mang nhiều ân huệ nhất là những người liên tục gửi đi những rung động tình yêu đến tất cả cỏ cây và sinh vật sống xung quanh họ. Bằng cách gửi đi tình yêu thương, bạn luôn làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sống cho tất cả các sinh vật quý giá trên trái đất này. Hãy học cách yêu thương. Tình yêu giúp chữa lành mọi tổn thương và bệnh tật. Hãy để tình yêu xuất phát từ con người bạn. Hãy để linh hồn bạn cất lên tiếng ca với một tình yêu mới mẻ, đong đầy dành cho cuộc sống. Tình yêu thật diệu kỳ. Đó là món quà vĩ đại nhất và là nguồn lực mạnh mẽ nhất trong vũ trụ này. Tình yêu bị từ khước trong quá khứ hay hiện tại chính là gốc rễ của mọi căn bệnh tâm lý. Cố gắng bù đắp cho sự thiếu hụt tình yêu sẽ gây ra những hành vi thất thường. Tình yêu bị từ khước sẽ đẩy những xúc cảm tiêu cực sang cho tinh thần, gây ra các rối loạn thần kinh và từ đó nó đi vào cơ thể vật lý dưới dạng bệnh tật. Nói một cách dễ hiểu, thiếu thốn tình yêu thương sẽ gây ra bệnh tật. Tình yêu là vô cùng cần thiết cho bản thể của chúng ta. Đó là thực phẩm ánh dương quan trọng nhất. Tình yêu sẽ hỗ trợ, nâng đỡ cho chúng ta sức mạnh để vượt qua mọi chướng ngại. Bạn không bao giờ có thể tưởng tượng được một lời yêu thương mang ý nghĩa lớn đến thế nào đối với một ai đó. Hãy bày tỏ những lời yêu thương, quan tâm đến người thân và bạn bè, đặc biệt là khi họ đau ốm, và họ sẽ trở nên khỏe mạnh hơn. Họ sẽ được thăng hoa hơn về thể chất, tinh thần, tình cảm và tâm hồn. Gửi đi những làn sóng của năng lượng yêu thương. Theo quy luật nghiệp quả, chúng ta biết rằng những gì mình trao đi sẽ quay trở lại với chính mình, cùng cường độ nhân lên gấp bội. Bạn gửi gắm bao nhiêu yêu thương vào những mối tương tác của mình, thì bấy nhiêu tình yêu sẽ trực tiếp quay trở lại với bạn. Để được yêu, chúng ta phải biết yêu chính mình. Yêu bản thân là điều rất lành mạnh. Chỉ khi yêu bản thân, chúng ta mới có đủ yêu thương để cho đi. Bằng cách cho đi tình yêu, chúng ta sẽ nhận được tình yêu. Luật hấp dẫn. 1. Có hai điểm mấu chốt trong cuộc sống hàng ngày. Ngừng theo đuổi, hãy bắt đầu thu hút. Ngừng chật vật, hãy bắt đầu đạt đến. 2. Tự hỏi bản thân, điều gì sẽ giúp tôi yêu bản thân một cách hoàn toàn trong mọi khía cạnh của con người tôi? Ghi câu trả lời vào nhật ký của bạn. Khi bạn yêu bản thân, cuộc hành trình của bạn sẽ thú vị hơn rất nhiều và bạn cũng có thể bắt đầu yêu thương những người khác. 3. Ngừng xem mọi thứ quá nghiêm trọng. Sự nghiêm trọng hóa vấn đề sẽ cướp đi nhiều niềm vui trong cuộc sống. Luật hấp dẫn. Quy luật của đất trời vẫn luôn luôn vận động, từ vương triều rộng lớn đến cơn bão bờ đông, chiếm lĩnh cả núi non, thổi qua từng hạt cát, đổi thay dòng nước xiết, dâng thủy triều lên cao, gọi cả bầy ong đến bên nụ hoa ngọt ngào và trở về quanh quẩn.
bên ông Chúa thanh cao. Quy luật toàn năng ấy chẳng thấy bằng mắt thường, chỉ có thể nắm bắt bằng trí tuệ nguyên sơ. Nó có thể đổi thay, bất định và vô thường. Hãy nhìn ra cho rõ và nắm bắt thật nhanh, không nó sẽ lẩn trốn như chú bướm lượn quanh. Nó gọi bầy chim đến ẩn mình giữa rừng cây, và quả trứng thơ ngây được chở che trong tổ, chuyển xoay cả thời, chẳng bao giờ nghỉ ngơi, quẩn quanh nơi phàm trần, chọn lọc những tinh hoa và kết nối hài hòa những người cùng khao khát. Quy luật quyền năng ấy là sức mạnh bản nguyên, chỉ có thể tìm thấy khi sống đời thuận nhiên. Thiên nhiên sẽ ưu ái cho những ai thật lòng trao đi niềm chân ái, yêu thương chẳng cân đong. Tình yêu sinh ra tình yêu, hạnh phúc tiếp sau hạnh phúc. Khi thân tâm thuần khiết, niềm phúc lành đến ngay, sự thật chẳng đổi thay là quy luật tuyệt đối. Thành công thu hút thành công, vận may càng tiếp nối. Thiên nhân địa dẫn lối theo khát vọng của ta. Khi ta đã sẵn sàng cho điều mình khao khát và thật sự vững tin rằng mình luôn xứng đáng, thì mọi sự hỗ trợ sẽ tụ hội bên mình. Kiên định nơi chính bạn sẽ thu hút mọi điều. Lòng tin luôn vững chắc, luật vũ trụ thực thi. Quy luật là vĩnh cửu, bí ẩn và diệu kỳ, sinh sôi muôn sự sống từ giản dị nguyên sơ. Không điều gì có thể cưỡng lại sức hút này, không một ai có thể thoát khỏi luật hiển bày. Chẳng có gì ngẫu nhiên, tất cả đã định đoạt. Bàn tay nắm lấy bàn tay, rung động ấy tình yêu thuần khiết. Luật vũ trụ từ hóa những tâm thức siêu phàm và tạo thành định mệnh của thế giới trần gian, xoay chuyển cả càn khôn, bao trùm lên trời đất và nấu mình chân thật trong tiếng cười trẻ thơ. Đó chính là sức hút đến từ mẹ thiên nhiên, là động lực siêu nhiên tạo tác nên vạn vật. Luật hấp dẫn vô song, logic toàn vũ trụ. Khi khát khao sâu nặng, mọi thứ hiện ra ngay. Hết bài học thứ 29.